Thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết Israel đã tiến hành đợt không kích khốc liệt nhất để chống lại phe Hezbollah. Vào thứ Hai ngày 23 tháng 9, người dân Lebanon đã bày tỏ nỗi lo ngại ngày càng gia tăng căng thẳng về việc leo thang xung đột khi mà quân đội Israel tăng cường các cuộc oanh kích đẫm máu tại miền nam của Lebanon. Bộ Quốc phòng Israel đã tiến hành đợt không kích khốc liệt nhất chống lại phe Hezbollah vào thứ Hai và cảnh báo công dân Lebanon nên di tản ra khỏi các khu vực dân cư nơi nhóm chiến binh này đang cất giữ vũ khí. Vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, thì chính phủ Beirut yêu cầu cư dân miền nam Lebanon nên di tản khẩn cấp. Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng và 6 người bị thương nghiêm trọng trong cuộc không kích đẫm máu của quân đội Israel vào khu vực dân cư Hermel tại miền đông bắc Lebanon vào thứ Hai ngày 23 tháng 9. Hãng thông tấn Reuters vào ngày thứ Hai 23 tháng 9 cho biết ít nhất 16 người đã bị thương nghiêm trọng, trong đó có một cậu bé mới 15 tuổi. Vào tối Chủ nhật ngày 22 tháng 9, trong các cuộc không kích khốc liệt của quân đội Nga vào thành phố Zaporizhia ở miền đông nam của Ukraine, thống đốc của thành phố này, đó là Ivan Fedorov, đã thông báo trên mạng xã hội Telegram rằng quân đội của Nga đã thực hiện ít nhất là 7 cuộc không kích vào thành phố và gây thiệt hại cho 13 tòa nhà chung cư cao tầng, các trường học và xe hơi. Lực lượng giải cứu đã di tản cư dân từ một số tòa nhà chung cư bị phá hủy một cách nặng nề. Quân đội Israel đã tấn công tòa nhà dân cư tại Gaza, 5 người Palestine đã bị thiệt mạng. Theo thông báo từ Bộ Y tế giải Gaza, một xe cứu thương đã chở những người thương vong tới bệnh viện Deir Bouta vào sáng sớm thứ Hai ngày 23 tháng 9, sau khi một cuộc oanh kích khốc liệt của quân đội Israel nhắm vào một tòa nhà dân cư cao tầng khiến 5 người gốc Palestine bị thiệt mạng. Các người dân Palestine được nhìn thấy chạy trốn trong các con phố để tìm nơi trú ẩn. Chính phủ Israel vẫn tiếp tục cuộc không kích vào dải Gaza kể từ khi cuộc chiến tấn công của phe Hamas vào tháng 10 năm ngoái. Theo các cơ quan y tế địa phương, gần 41.400 người đã thiệt mạng và hơn 95.700 người đã bị thương nghiêm trọng do quân đội Israel đã tấn công tại dải Gaza. Một cuộc oanh kích khác khốc liệt của quân đội Israel đã giết chết ít nhất là 7 người gốc Palestine. Vào ngày Chủ nhật 22 tháng 9, thì quân đội của Israel đã tiến hành một cuộc oanh kích khốc liệt khiến cho 7 người gốc Palestine đã bị thiệt mạng trong một trường học đang là nơi trú ẩn cho các gia đình di tản chiến tranh ở thành phố Gaza City. Quân đội của Israel cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các chiến binh Hamas đang hoạt động tại ngôi trường nêu trên. Cuộc tấn công nhằm vào ngôi trường có tên là Kaf Qosim đã xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng địa phương. Phe Hamas luôn phủ nhận cáo buộc của Israel rằng họ sử dụng bệnh viện và các tòa nhà dân sự khác cho mục đích quân sự trong cuộc chiến kéo dài gần một năm nay. Chính phủ của Israel đang bị chỉ trích từ một tổ chức nhân quyền toàn cầu bởi vì mức độ quyết liệt của cuộc chiến với phe Hamas ở tại dải Gaza. Lực lượng an ninh Israel đã tuần tra tại miền Bắc quốc gia sau khi các vụ tấn công với phe Hezbollah liên tục diễn ra. Lực lượng an ninh Israel đã tuần tra tại miền Bắc quốc gia và vùng cao nguyên Golan vào Chủ nhật ngày 2 tháng 9 sau khi các cuộc tấn công với phe Hezbollah liên tục diễn ra. Như hình ảnh do hãng thông tấn Reuters cung cấp cũng cho thấy cảnh tượng nhiều đám khói đen bốc cao lên trời trong khi dưới mặt đất nằm ngổn ngang các đống đổ nát. Trong thời gian gần đây, Israel đã cho tăng cường các cuộc không kích xuống lãnh thổ Lebanon trong khuôn khổ của chiến dịch đàn áp. Trong khi phe Hezbollah khai hỏa hỏa tiễn vào miền Bắc Israel trong tuần qua, phi cơ chiến đấu Israel đã thực hiện cuộc oanh tạc dữ dội nhất trên khắp miền Nam Lebanon. Trong khi đó, thì phe Hezbollah đã tổ chức lễ tang cho lãnh đạo cấp cao của mình, đó là Abraham Aki. Vào ngày Chủ nhật 22 tháng 9 vừa qua, thì phe Hezbollah đã tổ chức lễ tang cho lãnh đạo cao cấp của mình, đó là Abraham Aki, người đã bị thiệt mạng trong cuộc không kích khốc liệt của quân đội Israel vào thủ đô Beirut hôm thứ Sáu tuần qua. Nhóm Hezbollah cho biết 16 chiến binh, bao gồm lãnh đạo cấp cao Abraham Aki và một chỉ huy khác. Ahmed Wabi nằm trong số những người thiệt mạng hôm thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 vừa qua, và quân đội của Israel là một nguồn tin an ninh ở Lebanon cho biết ông Abraham Aki đã bị giết cùng với lại các thành viên cấp cao khác của phe Hezbollah trong cuộc không kích làm leo thang mạnh mẽ cuộc xung đột kéo dài một năm giữa Israel và phe Hezbollah. Bản tin nối tiếp cho biết một quả bom kề bên vệ đường đã bất ngờ phát nổ khi một chiếc xe hơi đang lăn bánh ngang qua quận Haswat tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Ít nhất một người bị thiệt mạng và nhiều người khác đã bị trọng thương tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan vào Chủ nhật 22 tháng 9 vì một quả bom kề bên vệ đường đã bất ngờ phát nổ khi một chiếc xe hơi đang lăn bánh ngang qua quận Haswat.
Nhiều người trong số hàng chục nạn nhân bị thương tích đã được xe cứu thương chở vào thị trấn lân cận để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do đó, số người bị thiệt mạng có thể sẽ gia tăng trong vài ngày sắp tới. Giới chức trách Pakistan cho biết ít nhất một cảnh sát viên được cho là đã bị thiệt mạng sau vụ đánh bom khủng bố nêu trên. Trong khi đó, thì quân đội của Nga đã tấn công vào một tòa nhà chung cư cao tầng ở thành phố Kharkiv của Ukraine. Hãng thông tấn Reuters vào Chủ nhật 22 tháng 9 vừa qua cho biết là quân đội của Nga đã tấn công một tòa nhà chung cư cao tầng ở thành phố Kharkiv hôm thứ Bảy ngày 21 tháng 9, làm bị thương ít nhất 21 người và buộc phải di tản khẩn cấp một số cư dân. Các đoạn phim do chính phủ của Ukraine công bố cho thấy người dân đang lục soát đống đổ nát, bao gồm một tòa nhà chung cư 5 tầng đã bị hư hỏng nặng. Các xe cứu thương đã có mặt để điều trị cho những nạn nhân. Thị trưởng của thành phố Kharkiv cho biết 60 cư dân đã được di tản ra khỏi tòa nhà. Và trong số những người bị thương có một trẻ em mới 8 tuổi và hai thiếu niên 17 tuổi. Thành phố Kharkiv cách biên giới Nga 30 cây số đã thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công đẫm máu từ quân đội của Moscow. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết tân tổng thống Sri Lanka ra mắt quốc dân. Tân tổng thống Sri Lanka là ông Anura Kumara đã ra mắt dân chúng lần đầu tiên vào thứ Hai 23 tháng 9 từ sau khi tuyên thệ nhậm chức. Dân cư tại Sri Lanka vui mừng chào đón sự đắc cử của ông Anura Kumara. Ông Anura đã trở thành tổng thống Sri Lanka sau khi đánh bại tổng thống đương nhiệm Ranil và lãnh đạo đối lập Sajid Premadasa. Trong bài diễn văn đầu tiên đọc trước quốc dân, tân tổng thống Anura đã kêu gọi người Sri Lanka thuộc đủ mọi tôn giáo và chính đảng hãy đoàn kết để giải quyết những vấn đề của đất nước và quan trọng nhất là tình trạng nghèo đói. Một người đã bị thiệt mạng và 7 người khác bị mất tích sau khi mưa lớn gây ra rủ lụt và sạt lở đất ở tại tỉnh Ishikawa của Nhật Bản, thưa quý vị. Theo các giới chức của Tokyo, thì một người đã bị thiệt mạng và ít nhất 7 người khác được coi là bị mất tích sau khi mưa lớn gây ra rủ lụt và sạt lở đất ở tại tỉnh Ishikawa, miền Bắc của Nhật Bản. Nhà khí tượng Nhật Bản đã nâng mức cảnh báo mức cao nhất cho khu vực dân cư Ishikawa vào ngày thứ Bảy sau trận mưa lớn dự trù kéo dài đến khuya của Chủ nhật vào ngày 22 tháng 9 vừa qua. Có hơn 40.000 dân cư bản xứ đã được lệnh di tản khẩn cấp sau khi ít nhất là một chục con sông trong khu vực đã bị vỡ bờ. Theo báo cáo của hãng thông tấn AFP, thì khoảng 6.000 gia đình đã bị cúp điện. Các thành phố như là Wajiwa và Suzu đã ra lệnh cho khoảng 44.000 cư dân di tản và tìm nơi trú ẩn. Trong khi đó, thì 16.000 cư dân khác ở các thành phố như là Niigata và Yamagata, phía bắc của Ishikawa, cũng được yêu cầu di tản. Tổng thống Ukraine tới Hoa Kỳ để trình bày kế hoạch chiến thắng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới một nhà máy sản xuất đạn dược tại tiểu bang Pennsylvania trong ngày 22 tháng 9, khởi đầu chuyến thăm quan trọng tới Hoa Kỳ với mong muốn là trình bày kế hoạch đánh bại Nga với Tổng thống Joe Biden và các đồng minh khác. Theo CNN, trong chuyến thăm, Tổng thống Zelensky sẽ phát thảo đầy đủ kế hoạch chiến thắng, bao gồm yêu cầu từ lâu của Kiev về việc sử dụng hỏa tiễn tầm xa vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, với Tổng thống Biden và với cả hai ứng cử viên Tổng thống. Tổng thống Zelensky từ lâu luôn hối thúc các đồng minh của Ukraine nới lỏng các hạn chế về vũ khí, và mặc dù có những dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ sẽ thay đổi lập trường. Bãi công tiếp diễn, Boeing cho hàng ngàn nhân viên tạm thời nghỉ việc. Thưa quý vị, hôm thứ Sáu 20 tháng 9 vừa qua, thì hãng Boeing lệnh cho hàng ngàn nhân viên tại Washington và Oregon tạm thời nghỉ việc, sau khi có hơn 32.000 nhân viên tổ chức bãi công vào tuần trước. Đình hoãn hoạt động sản xuất phi cơ 737 MAX, bán chạy nhất của hãng chế tạo phi cơ hàng đầu Hoa Kỳ và các phi cơ khác. Sau khi nhận được tờ ngân phiếu trả lương cuối cùng trong tuần này, thì rất nhiều công nhân thuộc Hiệp hội Công nhân Máy móc và Hàng không Vũ trụ quốc tế, viết tắt là IAMAW, đổ ra đường bãi công bởi vì các cuộc đàm phán giữa Boeing và nghiệp đoàn lớn nhất của công ty bị đình trệ. Không có dấu hiệu nào cho thấy là các nhà đàm phán của Boeing và nghiệp đoàn sẽ sớm ngồi lại với nhau. Cả hai bên đều thực hiện những kế hoạch đầu tiên để chuẩn bị cho một cuộc bãi công kéo dài. Cảnh sát đã truy lùng nhóm người xả súng hàng loạt tại Alabama, khiến 4 người thiệt mạng và 17 người bị thương. 4 người đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương sau khi hứng hàng loạt làn đạn của hàng loạt kẻ xả súng tại trung tâm của một trong những địa điểm giải trí náo nhiệt nhất ở Birmingham, Alabama vào tối thứ Bảy ngày 21 tháng 9. Vào khoảng sau 11 giờ tối, tại khu vực Five Point South, một số người lái xe tới địa điểm ra khỏi xe và nã đạn.
Các nhà điều tra tin rằng đây không phải là vụ nổ súng ngẫu nhiên mà bộc phát từ một xung đột riêng biệt, trong đó có một người bị nhắm tới. Cảnh sát chưa bắt giữ nghi can nào. Cảnh sát hiện đang phối hợp với FBI và các cơ quan khác để điều tra, kêu gọi công chúng nên trình báo nếu hay biết bất kỳ chi tiết nào. Bản tin kế tiếp cho biết là ba tiểu bang sau đây quyết định cuộc đua vào tòa bạch cung của ông Trump và bà Harris. Ba tiểu bang đó là Pennsylvania, North Carolina và Georgia là những tiểu bang quyết định trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Và nếu cựu tổng thống Trump thắng ở cả ba tiểu bang này thì ông gần như sẽ chắc chắn trở lại tòa bạch cung. Trong khi đó thì bà Harris buộc phải giành chiến thắng tại ít nhất là một trong hai tiểu bang để nuôi hy vọng chiến thắng. Cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ năm 2024 đang diễn ra với sự cạnh tranh rất là khốc liệt giữa cựu tổng thống Donald Trump và phó tổng thống Kamala Harris. Tầm quan trọng của ba tiểu bang Pennsylvania, North Carolina và Georgia. Nếu cựu tổng thống Donald Trump có thể thắng ở cả Pennsylvania, North Carolina và Georgia, thì cơ hội trở lại tòa bạch ốc của ông trở nên gần như là chắc chắn. Đối với phó tổng thống Kamala Harris, chiến lược của bà cũng phụ thuộc rất nhiều vào kết quả ở những tiểu bang này. Nếu bà không thể thắng tại Pennsylvania, hy vọng duy nhất của bà là giành chiến thắng ở một trong hai tiểu bang, North Carolina hoặc Georgia. Đây là những tiểu bang có tính chất hơi thiên hữu và đảng Dân Chủ chỉ giành sự ủng hộ được một lần trong thế kỷ qua. Thưa quý vị, sau đây là những sự khác biệt trong chiến lược của ông Trump và bà Harris. Cựu Tổng thống Donald Trump đang tận dụng triệt để chiến lược bầu cử của mình bằng cách tập trung vào ba tiểu bang Pennsylvania, North Carolina và Georgia. Tại Pennsylvania thì ông đã chi tiêu nhiều nhất cho quảng cáo truyền hình và tập trung vào nhiều thị trường truyền thông chính ở đó. Tại Georgia thì ông cũng đã dành một phần lớn ngân sách chiến dịch để mà nhắm vào các cử tri. North Carolina cũng không nằm ngoài kế hoạch của ông Trump. Đầu tháng này thì chiến dịch của ông đã chi $7 triệu cho quảng cáo tại đây, một hành động mạnh mẽ nhằm củng cố vị thế của mình. Về phía của phó tổng thống Kamala Harris thì bà đang đối mặt với một cuộc đấu trí căng thẳng.